5 phút thôi, đổ. Bây giờ mình sẽ cho lên ít lá chanh mọi người. Mọi người thấy hấp dẫn chưa này? Mùi rất là thơm luôn mọi người. Đấy. Đây như anh đây như cua hoàng đế anh ấy. Đây nè, anh to nha mọi người nha. Nghe mọi người nha. Cái này mình không cần chấm mọi người ơi. Mọi người có thể nghe tiếng giòn mọi người. Giòn. Đó. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục gửi đến cho mọi người đây một cái clip về ẩm thực trong số tiếp theo đó mọi người. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho mọi người một cái món ăn rất là dân dã và với mọi người đây. Nói chung là món hôm nay đây mọi người có thể thấy này, cua đồng nhá. Hôm nay mình sẽ làm cái món cua đồng rang muối mọi người. Đấy, mình thấy trên mạng rất là nhiều người họ làm này. Đây lần đầu tiên này mình thử làm cái món cua đồng rang muối xem như thế nào mọi người nhá. Hôm qua thì anh em mình đi săn cá mọi người. Tiện thể bắt được mấy con cua này để mà về làm ẩm thực cho mọi người xem. Ok, thì anh em mình sẽ không lên thuyền nữa mọi người ha. Đây là một like và kèm theo một đăng ký kênh ủng hộ anh tụi mình nhá. Nhìn mấy cái bọc vỏ hết đấy, bọc vỏ để lên đây. Đó, để lên này. Để lên cho đây nhá. Đó, bọc vỏ hết đi. Để vỏ rồi. Bọc vỏ hết này đây này. Đó, bọc vỏ nữa. Bọc vỏ. Ừ. Đó. Đơn giản lắm. Rồi chúng ta để ráo nước nhá. Này, xong bên này thì cũng đã ấy rồi mọi người. Cũng đã khô nước rồi. Đúng rồi đấy, như vậy đấy. Nước bò. Người ta lấy hết đấy, à, mình cũng lấy hết chưa? Cũng ít. Đó. Cứ bóc vậy nhá. Vì mọi người thấy này. Cái phần cua này, cua đồng thôi nhưng mà ở phía trong nó toàn là gạch không mọi người đây. Mọi người thấy này. Đấy, nên là mình không thể bỏ được nhá. Nên mới đi làm nhăn đây. Đó. Cứ vậy nha, tôi bảo mình đê một ngày một đêm mọi người. Từ hôm qua tới giờ đây. Nên là mấy con nó hơi bị yếu nhá. Đó. Đấy, kem. Đây, hôm nay có 3 người thôi mọi người. Mình với lại em Gia Đen với em Thiêu. Đó. Đây. Ủa này. Ủa kia nhiều gạch nhưng mà rất nguy hiểm mọi người, kẹp rất là đau luôn này. Kẹp cho tao mà chết cho xong đi. Đây mọi người. Khi mà anh mình lấy ra thì xem như này nhá. Cũng khá là nhiều đấy. Đó. Bắt lại bố. Yên rắn mãi chưa ạ, đang ở đây. Mình sẽ cùng làm và đem sang mọi người xem. Đây mọi người, vậy là xong ở đây mọi người. Đó. Như này là xong rồi nhá. Để cầm đi em. Đây em Thiêu, cho xong lên nào. Đó. Bỏ tôm này, đỡ bỏ. Đây, muối này. Cua đồng rang muối nó chỉ cần muối thôi mọi người ơi. Đó, đây mình cho muối nhá. Đây. Cho muối vào. Ít quăng luôn. Để lấy anh cái đôi đũa kia đi. Anh đào đều. Đó. Đó. Mình không biết anh em mình làm như này có đúng công thức của nó không mọi người, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho mọi người xem nhá. Đấy. Ở đây mình đã chuẩn bị một cục đường này. Đây. Cục đường. Đây mọi người thấy chưa? Đó. Không biết phải như này không. Nhưng mà xem anh em mình làm bữa không mọi người. Đây. Cho anh em mình thử quay này. Mình muốn ăn cái này quá. Đào đào như này nhá. Ốc bánh. Thì sẽ bỏ lên cua xào luôn, có sa ớt kia nè mọi người. Lấy hả? Để mình sẽ rang cái muối này trước mọi người. Nên mình cho cục đường này đấy. Đó. Cho nó tạo thêm cái hương vị ngọt nha mọi người nha. Cục. Đó. Cục bánh kẹo. Nghe như này cứ được đấy thôi. Đây mình cho đen bỏ lên cua. Đúng rồi. Lấy ra đi. Đó. Đấy mọi người. Nào. Đó, như này nhá. Tại vì cái này là anh em mình rang muối nên sẽ không cần dầu hay là nước mọi người. Nó để dậy cho nó chín luôn. Mà anh em mình ăn xếp sao. Cho hết luôn đi.
rồi cho xả ớt luôn, đảo đều luôn này. Đó. Đây. Xả ớt đây mọi người. Ồ, sao mùi nó thơm thơm này, thơm mà em bằng. Đấy. Như vậy nha. Đơn giản lắm mọi người, mà không biết tí nữa ăn vào sẽ như thế nào đây. In tanh nghệ yên, in tanh nghệ. In tanh tanh nghệ. Giống chưa đây. Đấy. Đấy, anh mình sẽ hấp tầm 10 phút nha. Để mọi người sau 5 phút thôi, đó. Bây giờ mình sẽ cho lên ít lá chanh mọi người. Đó, mọi người thấy hợp dẫn chưa này, mùi rất là thơm luôn mọi người. Đấy. Mình sẽ hấp thơm hấp thêm tầm 5 phút nhá. Sao nó còn wow. Được rồi. Tuyệt vời luôn. Ok mọi người ơi, thì cái món này sau hơn 10 phút này cũng đã chín rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lấy ra đổ đem ra kia đổ cho anh em mình thưởng thức mọi người. Đó. Từ từ nhá. Đổ hết đây. Đổ hết trên đây này. Wow mọi người nhìn. Nhìn rất là ngon luôn. Đó, đổ hết đây, đổ hết đây. Đó mọi người. Đây, đổ xong rồi. Bây giờ anh mình sẽ cố định có quay và thưởng thức mọi người nhá. Và sau một hồi mình cũng đã làm được cái món của đang muốn anh em mình rồi mọi người. Và bây giờ anh em mình sẽ ngồi ăn thưởng thức cho mọi người xem. Ok, nào mình đưa thưởng thức đi. Ăn trước đi. Đó. Ví dụ anh mình rằng kiểu này thì nó rất là giòn mà. Càng cua nha. Càng cua. Em mua gì mà càng cua. Anh đây như cua vàng đế anh ấy. Này nè, to nha mọi người nha. Này mọi người nha. Cái này mình không cần chấm mọi người ơi. Mọi người có thể nghe tiếng giòn mọi người. Giòn. Đó. Giòn lắm. Để mình sẽ sờ cho mọi người xem miếng này nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Kiểu cảm giác cũng khá là lạ ấy, mọi người. Nó thơm thơm này nhưng mình cho lá xả nữa mọi người. Hơi ngọt được chưa nha mọi người nhá. Là ngọt. Mới ăn à? Mới ăn nước ngọt này. Nhà căn trúng phần thịt đó mọi người. Thịt rất là ngon, dài luôn. Đồ, cái gì mùi mùi hơi mùi nhiều ạ. Càng nó đúng là nhiều thịt luôn mọi người ơi. Wow, đây mình xem cái càng này. Đó. Món này nó rất là thơm mọi người, thơm mùi xả này. Lại mùi đây mình cho thêm lá chanh mọi người, rất là thơm luôn. Thơm thế. Mọi người uống nó ngon nha. Mọi người thấy cái càng này. Rất là nhiều thịt luôn. Tối qua mình đi bắt đi kiếm mấy cái con to như này mình lấy càng không ấy mọi người, nhưng mà nhìn kiếm không ra nó cũng khó lắm mọi người. Kiểu nó ở nước sâu nữa. Con nó tụ sâu con nụy của nó ạ. Để mà mọi người nướng ngon nhá. Này. Ung thế cũng đỡ ạ. Nó có thịt. Đùa à? Muối bò nhiều quá. Đấy mới gọi là món cua đồng rang muối. Mọi người đang nghe tiếng rất là giòn luôn mọi người. Giòn. Người ta thì ăn cua hoàng đế, cua Alaska đồ này kia, còn anh em mình cua đồng thôi. Nhưng mà phải rất là khó, vất vả lắm mới bắt được nha mọi người, không phải đơn giản đâu. Bắt được tôi mà có. Đúng rồi.
Bọc buổi sáng này mình đi săn sâu của nó. Có buổi săn đêm mới có được mọi người. Cái ban ngày mấy con này nó trốn kỹ lắm. Ăn kèm nó đang thơm. Là lần đầu tiên là mình làm cái kiểu mà rang muối như này mọi người. Ăn cũng ngon á. Quả nhiều chung chỗ nào ấy ơi, nó đắng. Quầm. Anh hơi phê nha. Mình thích cang đó. Mặc dù nó rất là ít thịt nhưng mà mình thích mọi người. Kiểu nó giòn. Nhài nó ấy. Anh hơi ngon chưa? Tuyệt vời. Để có dễ nó đắng á. Không có đắng đâu. Wow, tiếp tục phần càng nữa mọi người. Bà ngọt càng khê nữa. Ngon. Wow. Đây này, mùi vị thịt mềm nó chun. Đây này, cái tùng của nó á. Ngon. Hy vọng anh em mình trước khi chết cũng được thử một lần con cua hoàng đế mọi người. Chỉ hy vọng vậy thôi, không có nhiều nha. Đấy. 5 năm mới có mùa nuôi cua hoàng đế. Đúng rồi. Theo cái tình hình anh em mình làm YouTube kiểu này thì đúng 5 năm. Có khi 5 năm chưa có luôn mọi người. Chắc gần chục năm nữa mà có. Vì con đấy rất là mắt, anh em mình chỉ mơ thôi, chưa không nghĩ là anh em mình sẽ ăn được con đó đâu mọi người. Chắc anh như cua thế này đã được rồi. Nhưng mà sẽ cố gắng thôi mọi người ơi. Thế người ta làm được mình cũng cố gắng xem sao. Có khi nào vận may sẽ đến với anh em mình thì sao. Thì cứ trước mắt thì cứ cố gắng, mọi người chuyển tới đâu thì hay tới đó. Cứ mục tiêu là làm vì đam mê là chính thôi. Vui là chính mọi người. Đấy rồi, vui là chính. Vào chuyện nay giờ gần xong rồi đấy. Ngon. Mình lại phít thích mấy khúc chân nữa mọi người nè. Chân nó em cũng tạm được ạ. Mượn anh kia cũng được. Kiểu chân như này thì nó ở bên trong nó thịt đấy mọi người. Này mọi người nhìn chân họ hơi nhỏ mà. Anh chỗ đây thịt nó nhiều lắm á. Nó mềm mà. Nó mềm. Bây giờ cứ lộng mấy cái chân thôi mọi người. Tuyệt vời á. Đây nè, nhìn thế này á, tập anh ngon ngon như á. Mà ăn bụng nó quá. Nghe anh em mình nhai nha. Rất là giòn luôn mọi người. Giòn á. Đúng là nó thế này giòn thiệt. Đây mình lấy ra cho mọi người xem này. Phần này bên trong nó gạch này. Đó. Thơm mềm á. Em đi. Vậy anh của cô hoàng đế và ung ngọt càng ngon à mọi người. Nãy giờ như chiên cũng gần hết rồi mọi người ơi. Chắc anh em mình sẽ kết thúc video clip tại đây nên mọi người có thể, nếu mọi người thấy hay thì là cho anh em mình xin một like và kèm theo một đăng ký kênh.
để ủng hộ anh em mình. Còn bye bye mọi người video tiếp theo.